5 loại quả có vị chua hỗ trợ giảm cân. 1. Quả chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và một số chất dinh dưỡng khác, là một trong những loại trái cây có lợi nhất giúp giảm cân, tăng cường trao đổi chất, giúp quá trình giảm béo hiệu quả. 2. Quả dứa nhiều enzyme bromelain giúp đốt cháy mỡ thừa rất tốt, hàm lượng chất xơ cao giúp bạn có cảm giác no lâu và không thèm ăn. 3. Quả bưởi. Bưởi là một loại quả chua giảm cân cực tốt. Trong bưởi chứa hàm lượng vitamin C cao giúp đốt cháy mỡ cực nhanh, hiệu quả, nên ăn bưởi hoặc ép thành nước uống đều rất tốt. 4. Quả cam. Trong 100g cam chỉ chứa 47 calo. Lượng vitamin C cao đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giảm cân. 5. Xoài xanh. Trong xoài xanh chứa nhiều vitamin C, axit thiên nhiên, kali, chất xơ, tăng cường trao đổi chất và giúp đốt cháy mỡ thừa rất tốt.